lễ tưởng niệm của trưởng lão Thích Công Đán. Sau khi mà cô nghe được là biết là như vậy, thầy cũng của thầy thầy Thích Minh Tuệ này cũng là tu một thời gian ở tu viện Chân Nhung, thì cô cảm thấy rồi tuyệt vời, vì là trưởng lão cũng đã là như vậy, cũng đã tu rất là chân tu rồi. Con nghe nói cái pháp môn ở trong cái tu viện Chân Như đó là tu là cũng giống như và là sư Thích Minh Tuệ là tu theo cái pháp đó, đó là có nghĩa là buông bỏ hết, không có màng danh lợi gì hết. Không, trong tu viện Chân Như vẫn là như vậy, chưa thực hành được như thầy khác. Tức là có hướng dẫn nhưng mà có ai làm được đâu? Dạ, có hướng dẫn mà chưa có, ai làm. Có nói trên sách thôi. Trưởng lão cũng nói là cái pháp môn là hạnh đầu đà này, nhưng mà không ai đi được làm được như thầy. Nhưng mà khi thầy học trong kinh rồi bắt đầu thầy phát hiện, thầy bị bỏ luôn trong cái đấy, là cô hiểu thôi nhé, cá nhân cô thôi nhé, là thầy đã có một thời gian ở chỗ ông Mật Thánh, thế rồi đó thầy mới lại đi ra khỏi cái tu viện Chân Như đó. Thầy mới bắt đầu mới phát hiện đi khất thực như thế này đó. Nhưng mà cũng muốn dùng, mình cứ nói đi nói lại cũng vẫn dùng từ là có thời gian thầy đã ở tu viện rồi, mà trưởng lão cũng đã là những người đã hướng dẫn cho các cô học cái pháp môn mà anh giải thoát. Thì ở trong tu viện Chân Như thì cô chỉ nói đơn giản là cũng phải giữ giới, ăn cũng phải ăn một bữa, mà ăn cũng ăn trước giờ ngọ, ăn đúng một bữa thôi. Và buổi tối thì coi như cũng ngồi thiền từ 2 giờ thì cho đến sáng là cũng ngồi thiền để mà luyện thiện được. Nói chung là ở trong tu viện Chân Như là họ thuyết pháp nhưng mà họ không có thực hành, đúng không? Không thực hành. Không có thực hành, chỉ là thuyết pháp. Mà ở trong đó thì bọn cô học thì chỉ có đi kinh hành. Đi kinh hành tức là đi ở trong một cái trạng thái, tức là tâm nó rất là thanh thản, nó không có vướng bận, chỉ có chú tâm vào cái chuyện đang tu tập đi kinh hành. Cô cũng học những cái pháp môn đó, ví dụ như là cô này, ví dụ nha, đấy, cô học là thực hành như này, khi mình đứng ở cái tư thế đứng thoải mái rồi, bắt đầu mình không để chú tâm vào một việc nào cả, mình luôn luôn là như vậy, như lý tất ý, ý đi trước rồi bắt đầu hành động sau. Cô này ví dụ nha, cô đứng thế này gọi là đứng ở cái tư thế chuẩn bị tu nhá. Đấy, cô này ví dụ, đây là tư thế này, chuẩn bị kinh hành, tôi chuẩn bị đi kinh hành. Bắt đầu là trong cái khẩu nói ra nhé, khẩu nói là có như mệnh lệnh của quân đội đấy, tay trái để ra đằng sau, nói xong rồi bắt đầu được đưa cái tay ra đằng sau, tay phải để ra đằng sau, tay trái để lên tay phải. Đấy là tư thế rất là gọi là như lý tất ý, là mệnh lệnh trước rồi thực hành sau. Xong bắt đầu tâm hoàn toàn không nghĩ gì đến cả, chỉ nghĩ đến đang tu tập. Chân trái chuẩn bị bước, nhấc chân lên, nhấc chân lên rồi bắt đầu đưa lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Bước thứ nhất, chân phải chuẩn bị bước, nhấc chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Bước thứ hai, tức là phải sẽ làm như thế liên tục, đi trong được khoảng độ 15-30 phút tùy theo. Sau khi cái tâm nó tĩnh lặng rồi thì bắt đầu lại thực hành nó một khác. Vậy thì trong cái con người của mình, thân và tâm nó là một, thì nó không có cách rời. Nó cũng gần giống như cái pháp môn này, khi mà thầy tác ý rồi thì thầy mới làm được. Bọn cô thì có tác ý nhưng mà lại làm được chợt. Không làm được. Thế là cô cũng rất là vui là thứ nhất đấy là thầy ở cái tu viện đó, mà cô cũng có một thời gian ở tu viện đó. Từ 28 thì cô lớn tuổi rồi thì cô không vào, nhưng mà cô ở ngoài kia cô vẫn sinh hoạt. Thế mà cái đạo tràng Hà Nội đó là học theo cái pháp môn của tu viện Chân Như. Đó là các cái bạn đồng tu của cô ấy, là vẫn ăn một bữa mà giữ giới, họ giữ giới lắm, rất nhiều phật tử rất là giữ giới, mà khách phải nói là gần như là tuyệt đối thôi, tương đối thôi, chứ làm gì có cái gì tuyệt đối đâu. Mà trong đó họ có ngồi có gì trong đó, họ có ngồi không? Trong tu viện Chân Như không ngủ ngồi, tu viện Chân Như vẫn có một cái giường cho các cô ngủ. Có thế nào cô nói như thế, tức là trong một cái cốc, và cô gọi là cái thất cũng được, gọi cốc được, mỗi cái cốc mình nó chỉ khoảng độ 10 mét vuông, thì trong đó như vậy có một cái giường là người ta đóng
bằng gỗ. Ở dưới gầm là có cái tủ để đựng hành lý, chăn mặc quần áo, có cả mùng màn cơ mà. Thế thế xong rồi trong cốc đó thì có một cái bàn để người ta để cho mình như vậy, một cái bình bát, một cái thìa, một cái dĩa, một cái đũa, mấy một cái ca nước nữa. Thế là ngồi tu tập xong rồi đến đúng giờ buổi sáng là không có gì ăn nữa nha, là còn ăn một bữa. Yeah. Thế xong rồi đến là khoảng độ 10 giờ rưỡi chẳng hạn, thì là cái giờ đó mình đã được thông báo rồi. Thế có thể cũng có nơi thì như vậy bằng tín hiệu thông tin là bằng tiếng chuông chẳng hạn, thế hoặc là tiếng khánh. Thế là đến giờ đó là các Phật tử là sẽ đi. Hôm nay là cô đi vội, cô cũng không mang cái hình mà cô đang bê bình bát. Cô cũng có cái hình cô đang bê bình bát. Cô cũng có bình bát này hả? Cô có bình bát, thì bình bát ở tu viện Chân Như ấy. Yeah. Người ta cho mỗi người một cái ở trong cốc của mình đấy. Yeah. Thế là cầm cái bình bát đó, thế là đi như vậy, đi trong chánh niệm, đi từng bước một. Thế là đến cái điểm mà có cơm gọi là gì đấy, cơm mà có nhiều món ấy, xong là cứ lấy gọi là sợ. Tức là ăn cơm mà tự lựa chọn món ăn ấy. Ở trong tu viện Chân Như là chắc không có đi cơm. Tu viện Chân Như là người ta có nhiều cái điểm có để cơm này này. Gọi là cơm tự chọn á. À, cơm tự chọn, nó không, người ta gọi là cái tên từ đại thầy sao tự chọn. Giống kiểu buffet vậy. Ừ. Như buffet đúng rồi. Mình nãy giờ mình không dám nói buffet. Sợ nó. Em không dám nói. Đúng rồi. Đúng rồi. Con không dám nói cái chữ buffet tại vì trong chùa. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn. Đâu, cái này là mình chia sẻ mà cô có gì đâu. Nhưng mà ngày hôm nay chia sẻ không gì hết. Mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà đừng có đưa. Dạ, mà ngày hôm nay rồi, các đồng tu của cô người ta lại bảo cô tu chưa đâu vào đâu. Cái đó là đâu có sao, mình yêu thầy thì mình tâm sự cái con đường tu của mình thôi. Cô vẫn ăn tạp. Đâu mà ở đây có cầm mấy anh em nó quay thôi chứ. Đúng rồi. Với một số người cô chỉ muốn chia sẻ là cô cũng là một Phật tử ở tu viện Chân Như. Dạ, cô là pháp danh là thích. Cô nói thích gì cô? Nói đi cô. Đừng có thích Liên Thiền. À Linh. Nhưng mà về thì cô bắt vứt cái chữ thiền đi, cô bảo thích Liên Thiên. Liên Thiên. À. Thế cô đã thiền ở đâu? Mà hôm nay nè, mà đặc biệt mình nói ngày hôm nay là cô đã thiền ở đâu mà cô dám nhận cô thiền? Giống như hồi nãy giờ là cô kể là lần này là lần thứ ba là cô muốn vào đây để ước nguyện là được đảnh lễ thầy rồi, mà ngày hôm nay là cô tới đây là lần thứ ba là cô được đảnh lễ và gặp trực tiếp thầy, nhìn thấy người thật da thật đồ thật rồi, xong cô có cảm nghĩ như thế nào nè ngày hôm nay nè? Chưa mới gặp thầy, chưa đảnh lễ, mới gặp thôi chứ chưa vào trong đó được, phải không? Chưa được và không chưa được đủ nhân duyên để vào trong công ty. Dạ. Nơi mà thầy đang như vậy là tạm trú. Dạ. Thầy tạm trú thôi chứ thầy đây có phải là nơi của thầy. Dạ đúng rồi cô. Cái tịnh thất của thầy riêng của thầy đâu. Dạ, ở dạ, nhờ đúng. Công ty đi. Dạ đúng. Thầy cũng ở trong công ty đâu. Thầy cũng ở ven hồ cũng như cô cháu mình đang ngồi. Dạ đây. Dạ. Nhưng mà lúc này cô cháu mình đang ngồi bên kia, đối diện bên kia là chiếu tướng bên kia là thầy ngồi. Dạ. Thế cô cháu mình thế này là hạnh phúc còn gì nữa. Dạ đúng rồi. Cái cảm nhận của cô chỉ đến đây, cô chỉ biết đến đây là hạnh phúc. Dạ đến đây là hạnh phúc thôi, khi mà ngồi cặp bên thầy thôi. Là cô cho mình ngồi đây cũng đã có năng lượng của thầy. Dạ đúng rồi, thầy đi đến đâu là có năng lượng đấy. Dạ. thầy ngồi bên đây nè, sát bên luôn tất cả như vậy. À, thường thường là sáng là thầy đi ra nè, vòng vòng ngay chỗ cái đó đó, cả nước và cũng toàn thế giới nói chung là đó, ngay gốc cây đó, ngay tấm bạc xanh rồi. Ơi đơn giản thật chứ đó. Cô nói Liên Thiên này các cháu nha. Dạ nói chung là mình chia sẻ những gì mình học tập thôi. Nhưng mà cô nói chứ đâu câu, có cô nói nhiều câu là Liên Thiên này các cháu đừng có đưa lên là người ta cười cô. Dạ không sao đâu cô, tại vì mình học sao thì mình nói vậy thôi, mình đâu có nói bậy đâu, sợ không? Này là mình đi đến đây để mình gặp thầy, đó là cái duyên, ai có duyên thì gặp được thầy, còn không có duyên thì có thể đi về, đó là cái con người mình. Chứ còn đến đây mình không gặp thì mình cũng vui là mình ngồi được gần thầy đó, đi mình thấy thầy được đi bộ hành ở ngoài đường vậy là được rồi, đâu cần phải mà đi vô gặp đối diện với thầy chứ. Không, dạ đúng rồi, đấy là một cái tham. Dạ lòng tham, con người có lòng tham chứ. Người mong muốn ngồi nói chuyện với thầy. Dạ. Ai cũng muốn chiếm thời gian của thầy, đương nhiên là cô cháu mình đã phải có thêm phát triển thêm một cái tham rồi. Dạ đúng rồi. À, xin chào em. Dạ, có đúng không ạ? À? Dạ đúng. Muốn rồi, gặp thầy cũng là một cái tham, chỉ cần như vậy được đứng đảnh lễ thầy là đủ rồi, cứ nhìn được thầy. Dạ, tôi khác. Thầy bằng da bằng thịt. Đó thì mình ai cũng gặp được thầy hết á, tại vì sáng đi ra là thấy thầy đi ngang là rồi. Được rồi.
Còn mà mấy ngày nay là ai cũng được chiêm ngưỡng. Dạ đúng rồi. Chiêm bái thầy. Còn mới ra buổi tối á, con ra tới ngoài đây khoảng 11 giờ đêm là sáng con đấy. Vô là con. Tức là cô tới đây là cháu Lộc, đây là cháu Lộc này nó biết này. Cô tới là mấy ngày rồi? Cô mới đến máy mới bay, cô mới bay vào chiều qua. Chiều bay, qua. Cô bay Hà Nội vào. À vậy thì ở lại một bữa hai bữa đi. Cô phải ở đây mà một tùy duyên thôi. Dạ tùy duyên. Tức là khi nào mà cái ông giữ gôn ở nhà ông gọi thì là phải về. Dạ. Đó cô là ở Hà Nội là trước khi đi nhé, là sao? Là cô phải làm một nồi thịt kho cho ông. Dạ là để cho ông ăn ở nhà đúng không? Cô phải chuẩn bị sẵn thuốc lá này. Chuẩn bị sẵn thức ăn này, chuẩn bị sẵn gạo này, chuẩn bị như vậy tất cả những cái đồ sinh hoạt để cho ông ấy. Cô bảo ông cứ ăn, ông cứ vứt bát đấy, tôi về tôi rửa. Tôi đi mấy ngày tôi vào tôi đảnh lễ thầy xong rồi tôi về tôi rửa bát cho ông. Hết thuốc lá thì tôi gọi ship mang cho ông. Hết bún chả tôi gọi cho ông. Ông muốn ăn phở tôi gọi cho ông. Từ xa này cô có thể như vậy là gọi ship đến mang cho ông. Là phục vụ cho ông. Bây giờ công nghệ nó sướng như thế. Nếu mà ai yêu thương thầy mà ở đây là nhưng sẽ mà gặp thầy đó. 15 tháng 7 vừa rồi cô cho chú nhập cô vào để dạ. Còn hình ảnh. Dạ. Cô cho chú ngồi trên xe lăn để đi có sự trợ giúp của hàng không. Dạ, cô nói là được rồi cô. Cô nói là tụi cháu công nhận rồi không cần phải xem hình. Mở những lời nói của cô thì rất là chân thật. Thế à? Dạ. Cô nói cái gì bên này đấy? Ý là khỏi đưa hình chú, khỏi đưa hình chú lên. Không phải đưa hình chú. Dạ. Vậy cô đang phát chú lên. Dạ. Sân bay. Lên. Dạ dạ. Khó nói mà. Chung là thì cô có duyên á là nói chung cô ở đây cô sẽ gặp. Không có duyên vào Iagrai. Chân của chú như vậy bị tắc động mạch chân. Cho nên là đến bờ lấy cô là cô có đứa cháu cô nó đơn vị bộ đội đó. Dạ. Giữ chú nó bảo mưa gió thế này bà đi một mình thôi. Bà vào bà đảnh lễ thôi còn ông thì để ngoài này để cháu nó tiếp đón. Dạ. Cô với một bà bạn cô vào đây thì tối hôm 16 thì chiều 16 cô xuống cốc. Thì sáng 17 cô ra cô ngồi để đón thầy đi khất thực nhưng mà không có duyên. Dạ. Cô có duyên là cô lại đi luôn xe taxi ra ngoài vợ đấy cô. Xong rồi cô lại gọi như vậy đại lý nó mua vé luôn máy bay 4 người. Dạ. Bay Việt Nam Airlines sáng 18 lại bay ra luôn ra nội. Dạ. Là có ngủ ở trong Iato mà tối ngủ ở bờ đê cu tối 15 và tối 17 còn tối 16 là ngủ ở đây ngủ ở cái nhà cái cháu dâu nó đưa đến dâu vlog nó đưa tôi đến thế là bao nhiêu đủ duyên rồi. Yeah. Đừng có đưa tịt cô đi đâu đấy nhá. Yeah. Cứ nói là các cháu là đây đâu là chuyện đâu không là đưa lên đâu đừng có đưa lên. Yeah. Đưa về trong này em cô với các bạn cô lại bỏ lại cái bàn liên duyên này lại như nói liên duyên thì chết. Nãy giờ cô chưa có nói cái gì gọi là linh thiêng, cô nói là về thầy thôi. Chân thật mà cô. À. Dạ. Mình đâu có nói gì tầm bậy đâu mà phải linh thiêng, khi mà mình lên mình nói gì tầm bậy thì mới linh thiêng. Còn cái này là cô nói, cô kể về cuộc đời cô đi tu. Cô nói là cô sự thật. Dạ đúng rồi. Dạ nó hay mà. Cô nói sự thật là cô đi học nhưng mà cô chưa học được cái gì hết. Dạ. Ngồi thiền chưa ngồi được. Dạ. Đi khất thực chưa đi khất thực được, vẫn ăn mặn. Dạ. Nói chung mình có tâm là được rồi. Vẫn tham sân si. Dạ dạ. Là tham sân si là sân si với hình thức là muốn gặp được thầy cho bằng được. Đó là cái đó là gọi là cái tham. Cái này nhá. Đức Phật cũng tu rất nhiều đời nhiều kiếp. Dạ. Phật tu vô lượng kiếp thì Đức Phật mới chứng được. Dạ. Thế và bây giờ thầy Minh Tuệ cũng tu rất nhiều kiếp. Dạ. Mới chứng được như thế này. Còn cô cháu mình á chỉ có gọi là một cái hạt cát. Dạ. Cát cô cháu mình cũng là tu nhiều đời nhiều kiếp nhưng mà được đứng ở đây để nhìn thầy cũng là được đủ cái duyên. Đúng cái duyên rồi. Đấy cô như vậy là ba lần rồi. Dạ. Ba lần bay đấy hôm nay mới được. Nhưng mà là hôm nay là cô cũng mãn nguyện rồi hả cô ha? Mãn nguyện. Dạ. Bây giờ cô có thể lại đi ra luôn đi bờ đây cô bay về nội luôn chưa? Dạ nhưng mà cô muốn ở đây bữa nữa. Duyên cô lại. Dạ. Lại đây tối nữa. Thì hôm nay là cô lại hữu duyên gặp được sư thầy. Thì cô thấy những cô chú anh chị cũng như tất cả các Phật tử đón thầy á thì cô nhìn nhận một cái khả quan như thế nào cô ha? Cô thấy mặt mũi ai cũng hồ hởi cũng vui vẻ. Dạ. Cũng viên mãn. Và cô dùng từ là tất cả những ai gặp được thầy đã đều như vậy là hạnh phúc. Yeah. Nếu mà ai cũng có ý thức giống như ngày hôm nay thì mỗi ngày thì đều được gặp thầy. Đều được gặp thầy, đều được gặp thầy đi khất thực. Thì cô có lời lẽ nào nhắn gửi đến thì tất cô cả chỉ nhắn với tất cả chú, những ai em đến sau đã cô. Đến những ai đã được đến đảnh lễ của thầy ngày hôm nay hay là những ai như vậy là coi trên màn hình nhỏ và những ai như vậy đang có nhu cầu đến đây thì đều giữ một cái tâm như vậy, tâm tĩnh lặng. Nói chung là nghe được cái sự sắp xếp của những người ở đây là cho nó không tất cả. Dạ đúng rồi. Cái nội quy ở đây. Dạ đúng rồi. Công ty như vậy là phát tâm thiên địa vệ đề ra thì mình phải không hành. Cái này không phải là công ty cô.
cái đó là mình bỏ qua đi. Cái này là do những anh em ở người dân ở đây sắp xếp mình nghe, chứ còn công ty không liên quan. Là phải cảm ơn chính quyền ở đây. Dạ đúng rồi, chứ còn công ty không có liên quan gì với thầy. Công ty cũng có mà trách nhiệm gì chứ. Dạ không, không có liên quan, thầy chỉ về đây thì ẩn ở đây thôi. À, chị cô nói cái công ty trong đây thì nó hơi bị hỗ trợ cho thầy. Dạ, nói chung là không có liên quan tới thầy Minh Đệ. Liên quan nhiều chứ thầy đang ngồi trong công ty kia mà không liên quan. Liên quan như là hỗ trợ thì sao thầy ngồi yên được? Dạ, dạ. Công ty này nói chung là cũng có liên quan. Công ty này là một công ty như vậy đủ tư cách pháp nhân. Dạ. Để mà bảo hộ cho thầy. Hỗ trợ cho thầy trong thời gian thầy đang khất thực và tu tập tại ở ở cái địa phương đây. Dạ. Thế còn nếu mà thầy đến nơi khác thì lại chính quyền nơi khác. Thầy nói nhưng mà theo ông nghĩ là sư thầy Minh Đệ ở bên đó chỉ là ở tạm thôi chứ không có liên quan. Cô ơi, cô có pháp danh chưa cô hả? Cô đó hả? Dạ. Nếu mà pháp danh của cô thì có hai pháp danh. Dạ. Thứ nhất là pháp danh năm 2006 thì cô lại vào tu ở tận chùa Kim Sơn ở Nha Trang. Dạ. Đã thầy Nguyên Minh là chủ trì. Lúc đó là cô tu bên đạo gì ạ? Thì cô lúc là cô tu Đại Thừa. Dạ. Đại Thừa thì lúc đó là gọi là Bắc Tông đấy, thì là tu pháp môn đấy, là pháp môn Đại Thừa phát triển thôi. Yeah, yeah. Thì không có tổng pháp môn mà như thầy đang tu tập đây. Yeah. Thế xong đến 2014 thì cô có duyên cô lại vào tu viện Chân Như, thì cô tu theo cái đạo tràng của thầy, của trưởng lão Thích Thông Lạc. Yeah. Thì là pháp môn này là pháp môn Nguyên Thủy. Dạ. Nguyên Thủy đúng với cái thời gian mà Đức Phật tu tập. Dạ, vậy thì pháp danh của cô là pháp danh gì cô ha? Cô vừa nói rồi. Dạ. Pháp danh thứ hai là pháp danh gì? Thích Liên Thiền. Dạ. Linh Thiền đấy. Ờ, Liên Thiền đấy. Nói cho mau Linh Thiền hoài. Câu nói vui là thích Liên Thiền. À, thích Linh. Tức là về là mất, nó đi rơi mất cái dấu hiệu. Linh Thiền. Dạ, cái này là cô đang Liên Thiền đây các người. Đúng rồi. Chứ còn những người người ta không phải Liên Thiền thì người ta không nói. Người ta giữ trong cái tâm nó tịnh nhân, tâm của cô nó vẫn còn gì, vẫn còn như là cái con khỉ, vẫn như là cái con ngựa. Cô quy từ Hà Nội vào đây không phải như ngựa. Cô 77 tuổi hả? 158 km. Còn rất là tầm. Đúng rồi, 77 tuổi là vậy là trẻ đấy cô. Cô là mẫu tí. Con là 538 km đấy. Cô nhớ mà 538 km. Đi xuyên đêm luôn à. Con này đi chung nè. Con cũng xa hơn. Cô bây giờ có thể cầm Honda cô đi được từ đây ra đến tận Hà Nội, nhưng em mà cô đi một tháng. Dắt chịu đi tới sáng là tới đây luôn á. Ở đâu là? Em ở bên cô Bình Chánh. Cô đã cầm tay lái. À, anh ở Sài Gòn quận 7. Cũng hơn 100 cây. Bình Chánh này đi thẳng một cái là tới đây luôn. Nhưng mà cô chỉ đi được xe số. Anh lên xe đò, bỏ xe máy lên. Không, em lại đi xe máy luôn. Chạy nổ. Đi con mình là buồn chạy nổ. Xe ga hơn cái số. Xe ga bây giờ cô cảm giác đây này. Xe hơn chủ nhiều luôn. Đó, nhìn cô nè, đó cô chia sẻ chút xíu nha mọi người. Đó, cô 77 tuổi mà cô rất còn khỏe luôn. Đấy, còn hôm nay là cô chia sẻ cho mọi người là tại công của thầy sư Minh Đệ đấy. Đó, thì bây giờ sư đã ở bên đây. À, thì thôi đến đây em xin kết thúc cái video này nha mọi người. À, chúc cho tất cả các cô chú một ngày mới thật là vui.